Lúc này em bé Tiến Huy mới sinh ra đời vào lúc 23 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 5 năm 2017.
I need you.
chuột rể. Nó nhai cái bọc luôn rồi kìa. Ôm đi con, ôm đi. Rồi ok. Ôm chắc vô, ôm chắc vô. Ôm nè con, ôm hai đây. Đúng rồi. Ok. Cắn đít tim hư rồi. Ăn no chiều rồi. Chiều không ăn cỏ. Nắng quá là cho em nó vô đứng mà nắng hoài. Này con ẵm em bé này nè, em cùng này nè con. Không được không? Này cho chú mượn đi, để lẻ lấy. Con cảm ơn chú. Wow. Hello. Con thích không? Hello. Hello bạn. Hello bạn. Bạn gì nha? Bạn cừu. Hello cừu. Con thích bạn không? Ẵm bạn về nhà không? Thôi được rồi, cho nó xuống đi. Rồi cho nó chạy đi chơi. Rồi con lại con kia con rút ra mấy bạn kia đi. Tắm đi. Thôi giờ lắm chú hoài. Mà nắng hoài. Này con ẵm em bé này nè, em cùng này nè con. Không được không? Này cho chú mượn đi, để lẻ lấy. Con cảm ơn chú. Wow. Hello. Con thích không? Hello. Hello bạn. Hello bạn. Bạn gì nha? Bạn cừu. Hello cừu. Con thích bạn không? Ẵm bạn về nhà không? Trời ơi bực luôn. Thôi được rồi cho nó xuống đi. Rồi cho nó chạy đi chơi. Rồi con lại con kia con rút ra mấy bạn kia đi. Tắm đi. Thôi giờ lắm chú hoài. Thank you.
ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vô về. Em sao hết chưa? Hết chưa. Em con ca thêm bài nào nữa, thật cho giáo bài nào nữa không? Cô trả lại là chừng mầm non. Rồi con ca đi con. Ai người cháu có chừng nào vui thế? Cô bàn đồng. Cô bàn đồng màu xưa thật ghê. Đi về nhà, nhà chừng thơm. Trường của cháu đây là chừng mầm non. Ai ai người cháu có chừng nào vui thế? Cô bàn nhưng mà ý đây mẹ đang hỏi là đánh răng để làm cái gì, mục đích đánh răng để làm cái gì? Mục đích đánh răng là để sạch sẽ, để sạch sẽ răng. Đúng rồi, khi mà nếu mà con không đánh răng con bị sâu ăn thì con sẽ không được ăn cái gì? Ăn kẹo. Không được ăn tất cả luôn. Dạ mình phải đánh răng. Chính đúng rồi, mình phải đánh răng. Ừ, rồi sao nữa? Không thì mình chứ. Mới gì? Ready? Let's go. Nhưng mà mẹ nói là mình happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Ngày đầu tiên bé Huy vào lớp 1. Nè giờ đi học cảm nghĩ sao? Ê, đi không thôi đi học đi tham quan. Thôi đi học mà đi tham quan thấy sao? Ừ, cảm nghĩ sao? Vậy hả? Thấy không lắm gì vậy, lắm vậy? Rồi, hôm nè, hôm nè, hôm em nè. Ồ, dữ luôn. Rồi, ôm cái nữa nè, ôm cái nữa nè. Ngước mặt lên con. Ê, cái con clip mà. Đi nè, đi nè. Nè bây giờ sẽ nói cho bạn nghe nè, giờ đưa đây cho mẹ một bụng nè. Mình rất là thích ăn cái món của mẹ mình nấu, bạn có thích ăn không? Dạ. Mẹ ơi, xin bánh nhanh của mẹ mình gửi đây với cái quà nữa, mẹ mình tặng cho mình 6 quà nữa. Sao rồi mẹ mình, nè bây giờ mình nói tới món ăn nha.
What to do what? What do you want to do? What do you want to do? I want to play. Play what? Play again. Play again. What do you do? What do you want to do? What do you want to do? À, chúng ta đi nhặt về này. Ôi khỏi không ai. Khỏi đi nó tè le bây giờ. Mừng sinh nhật vợ. Để lọt dưới bây giờ đây nè. Rồi, dỡ Quy qua mẹ, mẹ mẹ coi đúng rồi. Đứng sát vô đây té. Kệ lại đứng dưới ngoài kệ để té bây giờ nè. Cái đẹp không? Xong rồi thả xuống ngược lại á cưng. Chứ đâu có đẹp vậy lắm. Rồi chụp hình rồi. Ừ, giờ nó lôi xuống đó. Cái máy. Phần đầu xe
gần đèn phát và gần. Có phải nó là please enjoy the kimchi? Có khăn giấy thì mượn xin giấy có. Cheers, cheers, good. Oh, it's cool here, huh? Fresh. You know where, like a river, just right away. Cheers. Yeah, cheers. What? Yeah. Good. It's like an life. Energy drink. Yeah, kind of. This is my life. Don't prefer the this one. Yeah. The sugar. Vừa thôi, để vừa nước thôi, đừng uống nhiều quá. It's okay, like you said, a little bit is okay. No, I just want to try it. Mấy vừa nha, dê vừa vừa da, vừa da. Lùi nha, quên. Quên, quên, quên. Thôi để em cho nó chạy xuống đi. Đây, đây anh đi cho nó xuống. Chung là hết mặt để chung. Bye bye. Trời ơi. Trời ơi. Tập trung, đừng có nhìn ba. Lái đi, đạp mạnh không? Đạp đi, đạp đi.